Ủy ban nhân dân huyện Long Điền đã tổ chức hội nghị đối thoại với 5 doanh nghiệp tiêu biểu của xã Phước Hưng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Theo đánh giá của huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn xã cơ bản thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc như tổ chức đối thoại định kỳ, công khai minh bạch các nội dung liên quan đến người lao động, xây dựng công khai thang, bảng lương, khen thưởng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng gặp một số khó khăn vướng mắc trong việc ký kết hợp đồng với người lao động, cũng như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Tại hội nghị đối thoại về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn xã Phước Hưng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Long Điền đã ghi nhận những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Lãnh đạo huyện đề nghị Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghị định 149 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoặc tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.